ai hỏi về bình thôn quê tôi trả lời rằng đẹp tựa bức tranh. Nếu ai hỏi về bình thôn quê tôi ngọt ngào dòng sông Cà Ti bình lặng, biển rộng bao la. À, quan Đậu đang đứng ở chỗ bánh mì Sài Gòn đây các bạn. À, chỗ bánh mì mà không phải là xuất yếu thiết yếu lương thực đó, mình hôm nay mình ghé lại đây mình mua một số bánh trả về cho chú cưng. Bánh mì là không phải là thiết yếu đó hết. À, bây giờ hôm nay là mình cũng đi ra ngoài những buổi chiều thân thiết. À, trên con đường Lê Hồng Phong này mình sẽ ghé lại chỗ có quầy trứng, trứng lộc đủ thứ, trứng vịt, trứng gà, trứng ngỗng, trứng cúc, vân vân. Chiều hôm nay thì người ta đổ xô, người ta đi mua trứng dự trữ chuẩn bị là tinh thần là chỉ thị 16 sắp tới là áp dụng cho thành phố Phan Thiết, cho nên chiều hôm nay là bà con là đi tấp nập đến cái quán này. Đứng chờ mua nữa các bạn. Có một số quầy tạp hóa thì người ta bán hết đồ rồi, như tạp hóa Thảo Nhi này, hết đồ, không còn đồ nữa cho nên là đóng cửa. Cũng là ngã ba Tam Biên, tại vì mình đi bộ thôi các bạn, mình đi bộ cho nó thư thả. Xuống này thì mình bán nước ngọt bình thường như vậy thôi. Còn chiều hôm nay có mưa, khi mưa dứt thì mình tranh thủ mình đi ra ngoài. Dệt mộng đẹp quê hương, một ngàn đồi xưa mùi nè cát vàng. Ta cú đồi dương bên cảng Lao Sao, khách xây hồn thương hoàn vườn tranh thơ. Biến rú tình thăm cổ Bồ Xá Nữ. Nói chung là chiều cũng buồn buồn, đi ra ngoài để mua ít đồ cho thú cưng ở nhà. Mình sẽ ghi lại với mình ảnh này cho anh em mình ở xa thấy được cái thành phố Phan Thiết. Vẫn là những buổi chiều Covid ha. Cái PCR ba ngát thì cũng buồn bã. Đây là có một cái trung tâm hải sản chuyên bán đồ hải sản. Nói chung là thời kỳ mà chưa có Covid thì cái trung tâm nó bán rất là đông khách. Cái loại bánh mì mà mình cũng hay mua nữa. Đây là cái giao lộ đường từ Văn Tây nối dài qua cái công viên Võ Văn Kiệt đó các bạn.
Thì góc đường này là góc đường Từ Quân Tư đây các bạn. Góc đường Từ Quân Tư, chỗ đường lên nhà của bác sĩ Ánh Mười. Bác sĩ Ánh Mười là mình cũng có giới thiệu những cái tác phẩm ca khúc mà bác viết trong cái thời kỳ kháng chiến đó bác. Cái đường này cái vòng xuyến đường lên về phía bắc thì qua cầu Sơn Muối. Cổng đường này là vào khu dân cư 19/4, là cái khu mà gọi là người ta nói là ăn chơi. Có hai đường, đường Đào Duy Anh và đường Đặng Văn Ngữ. Cái đường Đặng Văn Ngữ này thì bây giờ là bữa nay là cái công trình đang thi công làm cống này các bạn. Tại những lần mà mưa chỉ khoảng tiếng đồng hồ là cái đường này nó ngập, cho nên bây giờ là dân và nhà nước cùng làm, cho nên là bây giờ là phải làm lại cống thoát nước. Trời mưa buồn lắm các bạn, đã vậy mà coi như là chống dịch Covid. Hôm bữa bán nhà, bây giờ bữa nay bán nhà tiếp đó, bán nhà tiếp. Bữa là Mỹ Diệu, bữa là nhà nghỉ Mỹ Diệu, bữa nay là nhà nghỉ 95 ở đường Đào Duy Anh đó các bạn. Khi nào các bạn cần thì về đây. Mình sẽ đi vào cái công trường này để mình hỏi cho nó rõ hơn, tại vì mình thấy có ông khu phố trưởng của cái khu phố mình ông đứng đó, cho nên là mình đến để mình hỏi xem thử cái công trình làm như thế nào. Ủa, hỏi này. Anh Long ơi, bây giờ theo khu phố mình thì ở đây là làm cái gì, công trình gì đây anh Long? Cái gì vậy? Làm thấy làm cống làm gì đây nè? Dạ, giờ là đóng cống nước cầu khu phố đó. Tất cả cái những cái đường ngã tư đây là dạ, toàn bộ hết nha khu phố. Tổng cộng công trình 87. Nhưng mà cái cống nước này nè, nó ra cống đi. Nó lấy từ cái đường kia cái nước vậy, nó lấy từ đây, còn con kia dọc theo cái con đường này luôn hả? Dạ, nó chỉ có lấy một nửa dưới này là đưa ra đây thôi, còn một nửa là trên kia là đưa vào một phần hết. Thì là nối đây nó làm hố ra nè, 1, 2, 3 hố ra để từ dưới. Trong có gì nó mới thoát được chứ mỗi lần là mưa ở đây thì chưa có gì mà coi như nó đọng lại. Hồi trưa tôi ra rồi tôi tưởng thôi là cái bị là bế quan tỏa cản cái đường này phong tỏa Covid 19 được chứ. Cuối cùng mới nhìn là xuống đây mới thấy cái này. Rồi thôi, giờ cảm ơn anh Long nha. Tại mình không biết mình mới hỏi chứ. Tới tháng 11 luôn hả? Nhưng mà cũng tránh đường để bà con là đi qua đây tay nói được chứ. Má làm cái trên này chứ còn chỉ có đang làm cái hệ đóng cống lớn thôi. Nhiều khi thấy chân dây người ta tưởng đâu là bị Covid bị phong tỏa. Covid. Rồi thôi chào anh Long nha. Cảm ơn. Thưa các bạn, công trình này thi công là nói chung là nó phù hợp với cái thời điểm này, là vì là mùa mưa trên cái công trình này. Khi mà mưa nửa tiếng đồng hồ là nước nó sẽ dao động và đến ngập tới đầu gối, cho nên là cái sự lưu thông nó không được sinh ra cái việc ô ối của con đường ngay khu phố luôn.
Rồi bên đây là cái con đường là nó sẽ vào con đường Đặng Văn Mận nữ, trên cái cung đường của nhà nghỉ của mình. Rồi khi nào mà về Phan Thiết các bạn liên hệ với mình về nhà nghỉ 89, nhà nghỉ hơn cho nó thuận lợi, và cũng là một cái trung ở một trung tâm của thành phố Phan Thiết, khi đi tắm biển đi dạo mát ở công viên cũng dễ dàng hơn. Xin chào các bạn nha. Bình thuần người sáng, sáng tăng sự Việt Nam, mầm vườn trôi xa.